Các bạn thân mến, thì bây giờ mình đang đi trên quốc lộ 6 hướng về Vân Đồn, Pà Cò để tham dự một cái lễ hội lớn nhất trong năm của người Mông vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đó là lễ hội Gầu Tào của dân tộc người Mông ở Pà Cò và Hang Kia. Và trên đường đi mình gặp rất nhiều nam thanh niên người Mông chở các cái nhánh bào cao cỡ 2 mét về miền xuôi để bán trong dịp xuân về. Và trên cơ mình gặp một ngôi nhà bên đường có một cặp hoa đào đã khoe sắp hắm nở rộ rất là tuyệt đẹp. Có lẽ là cặp hoa đào đẹp nhất mà mình đã từng được thấy các bạn. Và bây giờ mời các bạn chúng ta hãy cùng vào lễ hội để xem cách cô gái người Mông xinh đẹp cái tiêu chuẩn chọn người yêu của các cô ta là như thế nào nha các bạn. Đúng không? Đúng không? Xong là còn năm ngoái là không đi, đúng chưa? Nhưng mà năm nay sao đi mình? Bạn trai. Rồi, chị gái bị bắt rồi, có khi chị gái bị bắt rồi sao? Nhưng mà chị gái bị bắt rồi thì làm sao? À, cái chồng nữa, ôi dồi ôi, tưởng chưa cái chồng. Mấy năm nay chị có người yêu đâu á? Bao nhiêu tuổi rồi? 28. Năm ngoái, 2 năm trước anh hỏi em có 16 mà sao lên 18 rồi? Thế vô lý nhờ? Vô lý rồi. Mới 2 năm mà đã lên được 18 rồi. Nhưng mà em càng lớn càng xinh nhá. 2 năm trước là cũng xinh nhưng mà năm nay xinh hơn. Đúng rồi. Đấy, gầy hơn như này này. Đúng rồi. Nhưng mà anh nhìn ra anh vẫn nhận ra. Thế tại em không nhận ra bọn anh thôi. Đúng rồi, em không nhận ra bọn anh thôi. Ui. Năm ngoái anh cũng ba cái máy này nhưng bộ quần áo khác rồi. Anh đặt em ở chưa? Ôi, em ở đâu? Em Pà Cò. Anh Pà Cò này. Pà Cò mình không làm chứng cái này. Em nãy giờ em nói chuyện cái gì là máy quay ghi hết rồi. Nếu anh biết sao làm là anh bé em về là em ok đúng không? Chốt chưa? Bây giờ là phải đi mua cái thước ở đâu được nhỉ? Không cần. Điện thoại có cái đo đúng rồi. Đúng không? Xong là có mấy năm ngoái là không đi, Chưa? Nhưng mà năm nay sao đi mình? Bạn trai. Rồi, chị gái bị bắt rồi, có khi chị gái bị bắt rồi sao? Nhưng mà chị gái bị bắt rồi thì làm sao? À, cái chồng nữa, ôi dồi ôi, tưởng chưa cái chồng. Mấy năm nay chị có người yêu đâu á? Bao nhiêu tuổi rồi? 28. Năm ngoái, 2 năm trước anh hỏi em có 16 mà sao lên 18 rồi? Thế vô lý nhờ? Vô lý rồi. Mới 2 năm mà đã lên được 18 rồi. Nhưng mà em càng lớn càng xinh nhá. 2 năm trước là cũng xinh nhưng mà năm nay xinh hơn. Đúng rồi. Đấy, gầy hơn như này này. Đúng rồi. Nhưng mà anh nhìn ra anh vẫn nhận ra. Thế tại em không nhận ra bọn anh thôi. Đúng rồi, em không nhận ra bọn anh thôi. Ui. Năm ngoái anh cũng ba cái máy này nhưng bộ quần áo khác rồi. Anh đặt em ở chưa? Ôi, em ở đâu? Em Pà Cò. Pà Cò. Anh Pà Cò này. Pà Cò mình không gặp là vô lý này, cái này là đoạn này hơi vô lý nhá. Bởi vì là đang hai người này ở Pà Cò này. Không mà em ở Pà Cò lớn đấy, Pà Cò bé. Bà con đúng là bà của con. Bà con bé. Tức là bà của con. Bà của con đi làm sao biết đâu. Bên chợ đúng không? Bán Pà Cò ấy hả? Thì ban mà đi vào chứ nữa. Em giờ làm đâu? Bắc Giang à? Bắc Giang là công nhân à? Nhưng em làm ở đó là tháng bao nhiêu tiền? Em làm đấy tháng bao nhiêu tiền? Nhưng mà tháng cao nhất của em là bao nhiêu tiền? Thì là được bao nhiêu tiền? Xuống nhà anh nhá, anh thuê em 10 triệu ăn với rửa bát cho anh rồi. Ăn với rửa bát cho anh một tháng 10 triệu này. Rất thì ăn. Đây em cầm cái này đi rồi ăn với cầm cái này cho anh tháng 10 triệu. Bây giờ em làm ở đấy một tháng mà em làm quật như thế mà được có 7 triệu. Nhưng mà em làm cái gì? Ở đấy là em làm cái gì? Hả? Shop quần áo à? Shop thì bây giờ em về em chỉ việc ăn với là quần áo cho anh thôi. Bây giờ hết Tết rồi, không ai mua quần áo đâu em ạ. Bây giờ hết Tết rồi không ai mua quần áo đâu. Đúng không? Em chỉ công việc của em mới làm được. À, có nghĩa là em bán trong shop quần áo cho người ta. Chỉ là bán shop quần áo thôi. Vậy em có muốn làm mẫu ảnh hoặc là cái gì không? Mẫu ảnh á? Tại vì em rất là xinh, dáng rất là chuẩn, rất là cao nữa. Không, em béo. Béo gì? Nhìn thế này là được rồi. Đứng cao gần bằng anh rồi còn đâu nữa. Em cao hơn anh đấy. Đấy chứ. Em 1m bao nhiêu? 1m60 không? Đấy, thấy chưa? Tiếp cổ cao hơn anh. Còn anh là 1m65, anh 1m65. Thì em đi cao đế 5 phân. Trời ơi, anh với em thấy cá luôn này. Nếu anh 1m65 anh bế em về luôn nha. Đúng được không? Ừ, anh 1m65 mà. Đang nghe điện thoại đi, đang nghe điện thoại.